chiếc kẹt này sử dụng các phương tiện đó là phương tiện của công trùng sẽ bị cuốn hút ánh sáng điện 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 sẽ bị hút lên trong cái chiếc mình thì đã có chứa sử dụng dịch ở đây là không sử dụng lần đầu thì trong thời gian ngắn thì sẽ bị sự thấu đèn để làm chết nó và kế kế là đèn sẽ tạo ra cái CO2 và quạt sẽ tạo ra cái lượng gió tương tự như cái hình cuộn có thể gió càng ngày càng đông.